Hãy cùng cô Hiền Minh biến tấu món bánh hạnh nhân bằng những hạt đậu phộng thơm béo này nhé. Đầu tiên rang thơm đậu phộng, đãi vỏ rồi đem xay. Thực hiện thao tác rây đậu phộng để giữ lại phần ngon nhất. Thắng mỡ với bơ và hành cho thơm để lấy phần mỡ nước. Cắt bột mì tài ký cho vào tô. Thêm baking soda, đậu phộng, cuối cùng là muối và trộn đều tay. Lượt bột qua rây để bột không bị vón cục. Sau đó cho phần mỡ nước vào, nhồi để có được khối bột dẻo mịn. Vo bột thành viên tròn rồi dùng khuôn định hình tạo thành những chiếc bánh xinh xắn như thế này đây. Một hạt đậu phộng nữa để tăng hương vị và thêm phần đẹp mắt. Wow, bà có ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ lò nướng không? Chiếc bánh hạnh nhân với vị bèo bén thơm lừng của đậu phộng chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Thank you.